Mình cũng xin chào cô chú anh chị và các bạn. Này, mình với bạn Tin đang đi câu kiếm mớ rắn mối nè. Đây, bạn Tin đã phát hiện có con ở trong đây rồi. Rắn mối này đó, nó ăn rồi. Ồ, quá im quá im. Thành quả một con đầu tiên. Này mình có thể làm được nhiều món ngon lắm nha. Ướp sa tế chiên hoặc là nướng. Nay cũng khoảng sáng hai anh em mình đi kiếm mớ rồi, mong sau dính nhiều nhiều rồi mình sẽ làm. Đây phát hiện có con rắn mối nữa cả nhà. Hai con bỏ vô túi lưới luôn. Quả đầu tiên hai con. Con này nó mập một cỡ luôn. Rồi rồi, một con nữa cả nhà ơi. Quá im. Ê trời, không đi tôi lưới ra ha. Ê, nó còn ăn. Ông bỏ túi lưới ra ngoài đi, ăn rồi đó, dính luôn rồi. Đây trời, nó còn đeo lưới cá, đeo cái cọng cỏ. Dính nhảy nhảy à, này nó dạng lắm đó. Cặp mé còn nào nữa không? Cho ra đường luôn. Đừng có đi, trời ơi. Nó nhét mà để ăn đi đi. Ôi, trời hứng học. Xảy rồi cả nhà. Chạy luôn rồi. À, bỏ đi bỏ đi. Đuổi vô cái cụ lá này mới chịch. Chích quá. Đấy, tiếp tục thôi. Trống trống để nó kẹt lá nó dương mình khó dở. Quá trời con nó mập luôn. Ôi. Dăng nó dướng hàng rào. Lụm rồi, con lành. Còn hai con nữa. Còn hai con nữa để mà tìm nhữ nó từ từ nó ra không. Nó rút ở trong đó đó. Trong lá quá. Ê, trước mặt hay kìa. Cái cụ trước ở chỗ cái dấu lá chả chả. Con này quá mập luôn cả nhà. Thank you.
chui vô lá rồi. Đắng này đi xa không? Đi dài, dài đắng luôn hả? Tưởng nó đường cùng chứ. Để tôi lại lấy túi lưới bỏ này vô luôn. Giờ mình bắt bỏ vô thôi cả nhà. Nó mối này thì nha. Đây, nó mập ú. Mở ra bỏ vô thôi. Nãy giờ cũng được 4 con. Con này nữa 5 con. Bạn tin đi lúc đằng kia rồi. Đây, mình bỏ vô nhanh rồi mình đi theo bạn tin câu tiếp thôi. Xung quanh này cũng mé sông. Có bờ dừa này rất là mát luôn. Do này biết có cá, có cá tra mới đi thăm bảy chuỗi. Nhìn Tuấn ở trong kia có điểm có cá tra để bữa nào vô câu. Thế này rất là im, là có mấy cù cù này cá tra nó hay dựa vô nó ở lắm. Đồng mình đây chủ yếu giờ trồng thanh long thôi. Cũng còn một số nơi làm lúa. Đây, quá trời dừa nước luôn. Hay chạy xe vòng vòng trên bờ không có nhiều, với lại mình chạy phớt nhanh cũng khó thấy nữa. Bây giờ đi với bạn tiên đi câu có cặp mé sông. Bự không? Nó mất rồi. Cho ra ngoài luôn, cho ra ngoài luôn. Cho ra ngoài mà trống luôn. Quá đã, quá đã. Mập ú ha, con này bự ghê. Con quá bự. Sấy uống nha. Ôi, ôi, nó mập. Ê, ê, ê. Ú, lại một tí chứ. Mới, mới, mới miệng. Cái đâu rồi? Lôi cái cụ lá nữa rồi. Trời ơi. Ôi. Rồi, ăn nữa. Cầm nhẹ nhẹ, sợ nó bóp nó. Dụ cho ra ngoài luôn. Dụ nó nhét dụ vậy, đợi ra ngoài nó chảy luôn. Hay ngắn ngắn cái mồi ngắn ngắn lại cho nó nuốt luôn. Mà dạng người ta tôi cứ cầm tôi bóp nó vậy mà. Ê, còn miếng đó, câu luôn, câu luôn. Còn ăn cho dính lửa luôn. Anh không thấy giật tiếng.
cầm hai ngón tay đang trở bụng lên trơn cái ọt luôn. Đừng nói được rồi. Nói có khuôn nó vô luôn. Đây, đây bằng tin câu lại coi cả nhà, câu lại coi nó được, dính lại không. Cầm nhẹ nhẹ nó láng láng đã quá vụt luôn. Tôi nói với tiếng này xảy thiệt. Vô rồi. Nó ăn lại đó. Trời ơi, nó đủ lá. Rồi, sảy luôn rồi. Nằm kẹp bạch dừa hay gì á. Ừ, nó còn. À, lên đây nè. Ừ. Rồi mắc cười luôn, buồn luôn. Quá hầm. Đi tiếp nữa. Cù dứa quá, quá trời hầm. Ăn rồi. Cầm. Ăn câu hả? Dính cây gì rồi? Đi vòng lên trên coi nuốt chưa. Đi vòng lên trên đây coi. Đứng đi. Đứng chạy đến đất luôn à. Quay im. Ở đây vỏ lãi đậu quá trời. Rồi vỏ lãi kia đậu lúc ngoài đó. Đi hoài vậy đó. Vậy hả? Ừ. Ồ, thấy chiếc xuồng này quen quen ta. Do lãi này như có đi bắn chim hay gì nè. Ừ. Đi 5-6 người nè, phải không? Ừ, tôi đi. Đi xuống ông á. Không đi có gặp tôi không? Đi xuống ông đi đâu? Đúng rồi.
tôi thấy nãy giờ nè quá rồi còn là mập, đây nó ăn có cái giò mà còn này nó quá đã luôn cả nhà ơi. Ui thôi bắt bỏ vô đi sợ sảy rồi. Bắt đi, bắt đi. Đây, bắt. Hay còn mập cũ ha. Quá đã. Đang gồm gồm kiếm 12 con thôi. Tiếp tục, tiếp tục. Rụng bỏ vô cái túi luôn đây để sẵn nữa. Hai khúc này có cá dồ rồi túi không rồi rồi túi ơi chụp con chưa. Đấy, 8-9 con rồi đó. Nhẹ rồi hả? Lụm quá im phút sau rồi gỡ lại. Dẹo túi thôi lụm thêm một em nữa phải luôn. Đó, giờ trời nắng hành ghê. Mùi lá chừng có nữa. Hay vậy. Ông Tiên thấy rắn mối nằm luồn này, ông Tiên chụp này. Thì nó đâu chạy vô trong được đâu. Ừ. Tiêu. Nó lủi rồi đó mà. Đó.
chụp luôn rồi. Núi lớp chuối này. Chụp mẹ. Chụp. Nghe giò không á? Đó đó đó. Chụp nó luôn. Hay quá, lụm nó rồi, chạy nhé, không ăn ha. Đó đó đó, ai còn con nữa, câu 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 nữa hả, câu hai chụp luôn nha. Gốc mai rồi dính về giải gốc chuối lên luôn để trống nó dễ thấy, trống mình dễ thấy. Dưới dưới đó đó. Để tới nắng. Chưa chưa đâu. Nhưng nó có hang rồi hả? Rồi coi chuẩn chui hang đó. Mau bắt luôn. Củ chuối mình ở dưới nó cứ ngắt như vậy. Đấy, cây chọn thứ rồi. Đó đó. Ông chụp ngay đây là anh chui xuống dưới đây mà anh đâu có chạy lên được đâu. Lấy cây chọn thứ rồi. Cái nhánh chuối nè. Ê. Nhánh sảy rồi. Cả cây rau rắn gì cả. Sao sao vậy? Nó rồi. Cái mũi này đâu mất tiêu ra. Cùng rồi. Chưa đựng cái đá mất hay quá. Vườn chuối hộp quá trời rộng mênh mông.
bọc luôn. Bọc luôn đi. Bọc bọc lên, ông bọc mấy trên đi. Đuổi mé luôn hay gì. Mấy đồng hóc chuối á. Đuổi hen không? Nó mé đâu đây nè, coi chừng nằm trong đây nè. Này dính này, dính này. Chạy hả? Không ăn mà bắt luôn. Lấy bong bong á, giờ mình kích ở trong viên chuối này. Mát nữa. Mát nữa. Đi vòng vòng hết clip này tới clip kia. À, có nè. Nó đi đạp đạp nó chạy ra. Lụm. Trời ơi. Con nữa cả nhà ơi. Rút vô bẻ chuối rồi. Chụp nó luôn mày. Rồi đây. Nó ngậm đầu chụp. Lò lò cái chuối ra. Đặt nó qua bên. À, anh em mình sinh tồn trong vườn chuối. Đi bắt rắn mối. Đây là làm bữa ăn à. Giờ lật cái đỏ chuối lên đi. À, dưới đây. Ủa sao còn nhỏ xíu vậy? Ừ. Dũ ghé à. Có chị đổ không rồi. Chị đổ à. Đây là quá trời đạm protein luôn đó cả nhà.
này không sợ đói à. Quá đã. Úp lên. Rồi anh đi dài xuống dòng trở lên qua bên clip bên kia. Sẵn đi đạp đạp nó chạy ra thấy con nào câu được câu không ấy mình chụp bắt nó luôn. Bạn tin đã phát hiện rồi. Có con nằm ở đây rồi. Dở ra cho xù. Thấy rồi, nó thấy rồi, nó thấy rồi. Rồi, hên. Tính rớt hả? Chém sảy. Bự chụp ba. Ngon ha. Dây vườn chuối này vừa mát có nữa nè. Đấy, chạy vòng vòng trên quất. Quá đã luôn. Mập ha. Người chặt con cái. Quá mập. Bông rồi đó, ngon ngon. Vườn chuối này có lý ạ. Dài hết vườn chuối này thế nào cũng có nhiều à. Xung quanh đây cây cỏ ở ra vườn chuối ăn à. Nhà tôi á. Gì? Mấy nhà tôi á. Nhà ai? Nhà tôi. Nhà ông hả? Ủa? Gần vậy? Gần vậy, ta tẹt qua đây mà. Ở ngoài trước, ở vườn chanh hả? Ừ. Ừ. Ngói vườn chanh vậy? Ở vườn ngói. Ừ, đúng rồi, đi xéo ra ha. Đường á, xỉa ra. Sao chạy bữa chạy cho thấy xa mà đây, nhìn lộ thấy gần ha. Chuối hột này có nấu cháo vịt là bào ăn mềm lắm. Nấu canh chua, chuối cây nè. Bắp chuối thì khỏi phải chê rồi. Hết nấu rồi, hết sảy rồi. À, phía xa xa đó là nhà của bác Tư, nhà ba Băng Tiên. Còn bên kia là ba vợ, đây là ba ruột. Đi kiếm dài dài bên đây nữa các bạn. Ui, quá im, quá im. Địch, địch, địch. Con đực. Nó có hai bên đỏ ha. Vàng. Vàng, vàng, có đỏ. Vàng có đỏ hai bên má đó ha. Ừ, hai bên cái hông nè. Hai bên đường lưng. Ừ, cái đầu. Vàng vàng. Ừ. Này là con đực. Còn con mái thì nó màu xám luôn ha. Này nó gom ở khúc dưới đây nhiều ha. Đầu trên nãy đi ra. Nãy đi không có đụng. Lùm ơi. Không có rồi. Nhưng không có rồi.
rồi. Ghê ghê. Bỏ vô luôn, bỏ vô luôn mới ok gì nữa. Okay. À, dạ cái mình ở trên nãy nó đâu có đỏ phải không? Mình nó màu xám luôn à. Đây, ngon à, nhiều nhiều rồi đó. Lý đó. Cả nhà ơi. Rồi. Rồi. Lâu quá trời đủ luôn. Thôi con cái ngập. Cái thổ luôn. Quá 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 quá. Quá. Còn không? Quá quá vô đi. Quá trời ngập luôn. Đây có cái thùng ở trên mình hứng nó vô nó không có chạy ra được. Quá mập. Quá mập luôn. Thôi rụi nó mập. Ủ luôn. Nghe không ơi? Còn nửa ký rồi. Chưa, con thấy còn đang im bóng không? Hiện ra một con nữa cả nhà ơi. Đó, 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 đó. Đi chụp nó luôn. Đâu đâu mé mé mường nó gì á. Mé lấy chuối khô đó đó. Hả? Ôi. Trên này, trên này, trên này. Hay quá. Hay quá. Ấy ra đám chuối này dễ bắt nữa hả? À, lần như lớp lá anh dở lên quất chụp luôn. Nửa ký hơn á. 600 gram. Vậy. Đập đó coi. Mới nghe đục khẽ đâu đây nè. Rồi có ông ơi, qua chụp luôn. Đây nè, đâu đây nè. Trời con bự. Mặt. Ôi. Dính. Hay quá. Trời ơi. Quá trời nó mập luôn. Ngon lành. Vô vườn chuối này dễ bắt nhất ha. Nãy giờ ở ngoài khó. Cái này nó lủi lủi vô trong lá chuối luôn. Dễ bắt nó nè. Có lý rồi, có lý rồi. Gần ký rồi. Tưởng đâu ngày nay trớt quất nhà vườn chuối này vớt lại. Dế đâu có gì ta. Ông cầm nó đi, tôi cầm một cây không. Dế chó hả?
hiện ra một con bự nữa cả nhà. Ui, kem lụm kem. Mùa này con đực, nó mới đực. Vô uống miếng nước ra câu tiếp. Mấy chục con ha. Ký hơn hả? Giờ ra sao mình bắt thêm mớ nữa. Đi cho hết vườn chuối này là được rồi. Anh ra gốc cây bưởi nằm núp nắng. Quá trời bưởi trái luôn cả nhà ơi. Trái nè, bưởi da xanh này trái còn non. Rồi đây trái bự nè. Quá trời. Rồi trong nó trái tròn quay luôn. Ra cái bữa này dùng đất nào trồng cũng được ha. Bị móc mồi rồi ra ngoài sau câu tiếp thôi. Ui. Hàng dứt. Hên quá. Em đưa đâu? Em đắng. Này con đắng lấy rồi sao? Đắng máy luôn. Đây nè. Chụp nó luôn, bỏ vô luôn, bỏ túi lưới. Quá mập. Ú ha. Ướp sa tế nướng à, hết sảy luôn. Mưa. Ừ. Mần sạch sẽ. Nước sôi á. Chế sôi sạch sẽ cái mình nướng bỏ dĩ. Chấm ớt nặng chanh tắt vô nữa ha. Quá. Ok luôn. Đi bà luôn. Nhỏ quá, không xanh. Ô, con này bự nè. Ôi, con này mập ấy. Cho lên đó chuối cho nó trơn nó khỏi bốc. Lụm luôn. Hai em. Quá đã luôn. Hai miếng. Hai con. Ngon lạnh cành đào luôn. Nãy giờ cũng khá là bọn ha, ngồi trong vườn chuối này. Quá trời. Trong vườn chuối này mình bắt nãy giờ cũng được mười mấy con á. Mập mập không à, còn rắn mập mập không à. Nhất không. Bóp xích dưới. Rồi. Cho nó chặt cú. Nó không xanh không à. Thả đi. Cho mốt con bự con đẻ ra có bắt nữa ha. Hai. Chạy. Mé này có lùm cỏ nó qua. Ơi rút lại, rút lại.
phát hiện con dưới đám rau muống rồi cả nhà ơi. Ôi, con này rất là dạng luôn. Cho lên cao cao luôn ha. Con này mặt ghê. Nó ăn sâu sâu. Hay cho lũa lũa lên bờ luôn kìa. Ôi. Vô đây con ngậm mồi. Quá đã, quá đã. Quá mập luôn. Chụp cái nhẹ nhẹ chụp mạnh nó đứt đuôi cả nhà. Nha. Mình mới đụng cái nó đứt khúc. Quá đã luôn. Rồi, rồi. Đó. Quá ok. Có lý, vườn chuối này quá có lý. Bả vô luôn đi. Như rắn đực. Đuôi như rắn đực cũng dài hơn đó. Thành quả lý tưởng rồi, bội thu luôn rồi. Có lý ha. Vô vườn chuối này nhiều. Ôi, quá trời luôn. Lứa mọc. Rồi, cọc đi mình kiếm giáp vườn chuối này rồi lên là được rồi đó. Này mốt mình đi câu mình kiếm mấy vườn chuối có lý ha, trống dễ bắt nữa nè. Nãy đi khu lúc ở dưới đó, giờ mình qua mé bên này. Những khu này nãy chưa đi mà bạn tin đi clip này, mình đi clip này đập đạp lá chuối rồi nó có núp ở trong đây, nó động mà nó chạy ra rồi mình này. Bắt quá là mình câu nó, con nào nhát quá mình chụp nó luôn. Ok, quá đẹp, quá đẹp. Cho ra ngoài trống. Cho rồi nó ra ngoài trống rồi. Rồi cái cục mồi nó đứt rồi. Cho ra ngoài trống luôn nè. Mấy đền.
ở trên đây nè, cây chuối á, nằm trên nhánh chuối mà. Con này sảy luôn cả nhà, nó chạy vô lùm cỏ này, đuổi nó mất tiêu rồi. Quá trời con mập luôn cả nhà ơi. Hồi nó đứng gì gì. Vườn chuối dưới này hả? Còn điểm vườn chuối nữa ha. À, nãy khúc dưới đó dính nhiều. Ở trên khúc này nãy giờ lưa thưa cũng 7-8 con. Cũng nhiều hơn dưới khu mình chứ. Còn vườn chuối này mình dễ bắt nữa. Anh Sưng rồi. Ồ, Sưng mới điện bạn tin đây hỏi anh em mình đang câu trong vườn chuối này, ảnh cũng gần nhà anh Sưng. Anh nay ở bên đây cũng gần nhà bạn tin nè. Anh Sưng anh xuống liền. Chúc anh em mình coi gom lại làm món gì đó coi. Nướng muối ớt hay xà tế này. Xin chào anh Sưng. Hôm nay khỏe anh Sưng? Ký mấy rồi đó? Ký mấy rồi, có đồ có mồi ngon rồi. Giờ chờ anh Sưng chế biến thôi. Nướng xà tế hay nướng muối ớt này. Ba ba ba, con này bỏ vô luôn anh Sưng. Em cầm tay khó quá. Đó. Nhấp nhấp ớt tao gì đi. Nó thấy chảnh còn hay còn gì cả. Chạy chạy xuống trong. Trên nhà trên nhà bên Nguyễn á. Mới câu trên xuống rồi. Quá trời mập luôn. Hay quá, hay quá. Vì nhảy tay áo á. Nãy em bị nhẹ đeo tay áo nhảy hết sảy hết hai con. Hay vậy mà ra được. Quá đã, quá đã. Nhiều đó. Đám chuối của bà Tám rảnh hết đi. Đấy, đám chuối này dễ bắt. Đám chuối trộn cũng nhiều lắm. Dạch ra bắt luôn à. Mấy con nào nhát quá. Đi động nó chạy ra chụp luôn. Ừ, ngôi này nhiều. Có hôm mới đi từ bản qua đây có 4 con à. Lấy con câu đi ha. Ra muốn rồi. À, dí chụp luôn. Rồi có hàng kích vô. Chụp trúng gì anh Sơn? Để từ từ. Nó lặn không? Nè 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 nè. Con tắt cái hút này rồi nó đập đầu mẹ. Quá im, quá im rồi. Cả ký mấy hả anh Sơn? Quá im. Nướng sà tế thì dằn ghế hết luôn á. Sẵn rồi gần ghé luôn. Ôi ôi ôi. Đó, trong vườn chuối này có toàn bự bự mập mập không ha? Đó. Đấy, núp đâu á, mình đi vòng lên vòng xuống nó cũng còn chảy ra hoài.
dính. Quá im, quá im. Bỏ thùng mẹ luôn rồi. Bỏ vô luôn đi nghe con. Bỏ vô luôn đi. Có đi xuống ngồi tiếng Anh chưa? Chưa. Ở đây không hả? Ở đây dưới á. Đây không mà vô đây hả? Dưới có 4 con à? Luôn anh được 4 con. Nào, cái chỗ mày sẵn đất à? Dưới là. Vì vậy hàng rào. Đó mày ơi. Rụng đuôi uổng, uổng khúc đuôi à. Quá ngon, quá ngon. Giờ trở ra, chơi ra ngoài bờ gặp con nó lủi vô trong cái mấy cây này kêu cây gì nè, quên rồi. Hả? Ôi, chạy đây rồi, chạy đây rồi. Con này bự à. Ở trong góc bưởi nè. Ê, qua đây rồi, qua đây rồi. Ơi, ừ. Ơi, đây, đây, đây không chui đâu. Tấp vô, tấp vô. Ừ đó đó, trong chậu á. Đâu vậy? Vô phương. Nó lọt ruộng không? Già đạn rồi. Có con cài trong đống củi này nữa nè. Nó nhảy lên có thấy kịp nó đâu. Rồi. Có mập. Rồi. Được chứ không mập nha. Được. Ôi có con mập quá trời mập luôn cả nhà. Mình bắt vô mình bỏ vô túi rồi tiếp. Quá đã. Cái này phải rồi. Quá trời mập luôn. Đó. Cuối cùng cũng dính. Bỏ nó vô luôn đi. Hai con cặp luôn. Ừ. Quá thả luôn cả nhà. Thằng quá nguyên bây giờ. Anh em mình câu. Rồi đi ra dài dài bắt. Bắt dài con cào cào nữa. Nè con nữa nè. Cao cao.
Chui qua đó luôn ha, qua lùm đó luôn ha. Rồi. Con còn quá trời bự luôn cả nhà. Ê, tôi lưới. Quên túi lưới. Để nó nhảy theo men theo túi lưới nó nhảy lên. Quá trời này mưa chắc luôn rồi đó. Mình câu nhanh là mình ra thôi. Việc này em xong. Quá trời bự luôn. Cặp nó xong rồi bự. Rau dưới là mình rút ra ngoài thôi. Quá trời luôn. Cho luôn miếng nước ra. Quá trời luôn ha. Mới khúc đầu bên kia có mấy con à. Ngày qua mấy khu vườn chuối với khu bên đây mấy vườn cây này nhiều. Lên con ơi. Con này quá quá mập luôn á. Nghe tiếng mưa tới rồi bạn tin này. Gắn lụm con này chạy lên luôn. Lên. Anh Tin dẫn mình xuống khu rừng rậm Amazon. Giờ trời chuyển mưa quá. Hình như bạn Tin tranh thủ chạy lên thôi. Nhảy chạy hả? À, ra được ngoài rồi. Đi cặp bờ mới xong nè. Hay gì? Hả? Ờ lưỡi đứt à. Còn lưỡi mới đó. Còn cái đó không? Còn. Nguyên khu rừng rậm. Vậy. Con vậy. Đuôi về thòn hay. Không. Có gì có để cho cây nó không có. Không thấy. Đây là đi cặp mé sông. Nguyên khu dưới đó. Dài lên. Quá trời rậm luôn. Trời chuyển mưa. Quá trời chuyển đen thui luôn mà. Quá trời chuyển mưa tới luôn cả nhà ơi. Để lên luôn ha. Lên luôn rồi. Cả nhà ơi. Mưa tới rồi.